Hello ngày mới, một ngày thật năng động, thật nhiều ý nghĩa của tôi lại bắt đầu từ đây. Tôi tên là Mai, biệt danh là Nắng, nên mọi người vẫn thường trêu đùa gọi tôi là Nắng Mai. Chị tôi thường hay nói, chính vì cái tên đó mà con người tôi lúc nào cũng tràn đầy sức sống như những tia nắng mai lấp lánh ngoài kia. Thần tượng số 1 của tôi đấy, cô gái quyền năng của làng thời trang Việt Nam. Em sẽ cố gắng hoàn thành chặng đường đó trong vòng 5 năm thôi. Yeah! Chị ơi, túi của em đâu? Còn đây là chị gái tôi, một người chả có tí khái niệm gì về thời trang cả, nhưng là người yêu thương tôi hết mực. Mặc vào. Thôi. Thỉnh thoảng, sự thương yêu ấy cũng hơi phiền một tí. Muốn làm người mẫu mà chẳng chịu bảo vệ da gì cả. Tôi là sinh viên khoa thiết kế thời trang. Ngoài giờ học, tôi còn tranh thủ làm những món phụ kiện handmade và trực tiếp đi giao hàng cho khách. Từ nhỏ, chị tôi đã thường nói tôi có một trí nhớ thuộc loại siêu phàm. Dù số lượng khách có tăng lên mỗi ngày, tôi vẫn có thể ghi nhớ trong đầu chính xác mà không cần ghi chú quá nhiều. Nhưng duy nhất có một việc, dù không thể nào quên được, nhưng tôi vẫn luôn phải đặt chuông báo mỗi ngày. Mở rộng vai ra nào. Đúng rồi. Tôi đam mê những bước catwalk trên sàn diễn, cũng nhiều như việc tạo nên những trang phục đẹp. Và tôi có một niềm tin vững chắc rằng mình sẽ chạm được đến ước mơ ấy sớm thôi. Cần phải cố gắng và tự tin hơn nữa. Chị tin các em sẽ làm được. Chỉ cần có đam mê và quyết tâm, mình sẽ làm được. Em rất có tiềm năng. Vì thế em cần tìm thêm một số kỹ năng khác. Em chưa phải là người chúng tôi cần tìm. Không, không thể như thế được. Em còn thiếu sót gì? Chị Hoàng Mai, hãy giúp em đi. Không gì là không thể. Vậy có thể thay đổi được làn da không? Đúng thế. Làn da chính là một phần khí chất của một siêu mẫu. Vậy mà làn da của tôi lại thiếu tươi tắn thấy rõ. Chỉ vì mình đi dưới nắng quá nhiều mà không bảo vệ da thôi. Tôi đã quá chủ quan để tạo nên điểm yếu lớn nhất này cho mình. Nhưng không sao, công ty chị Hoàng Mai vẫn còn một đợt casting người mẫu nữa vào tháng sau. Từ giờ đến lúc đó, mình phải thay đổi. Nắng Mai từ nay sẽ không được gần nắng nữa. Là thành viên của tập đoàn Ninja thành phố đây. Cũng hên cho cưng á, là Cindy của chị còn nguyên hình nguyên dạng. Chứ Cindy mà có bề gì á, cưng liệu có đèn nổi cái đèn xe hay không? Cái gì thế kia? Cái gì trong quen quen thế kia? Thi tuyển người mẫu vô công ty của chị sao? Có chút kiến thức thời trang nào không mà đua đòi vậy cưng? Style thì quê mùa,
Mày bày đặt đua đòi mơ ước trình diễn hàng hiệu thời trang hả? Chị khuyên chân thành nha, bớt bớt ngủ mớ đi. Với lại lần sau ra đường, bớt bớt biến hình thành ninja cái, cho đường phố nó bình yên ha. Chỉ cần có đam mê và quyết tâm, mình sẽ làm được. The first day I met you, you were so sweet, and meeting you was like a dream come true. You swept me off my feet, and now every day I'm blessed, and in my heart I feel I kiss your lips 100 times. Way I blush, your eyes meet mine. It feels just like the first time. Bye. And I can't get enough. Mua nước cho em nè. Cảm ơn anh. And I won't pretend. Lạnh quá. Cause I don't want this feeling to end. I kiss your lips 100 times. Hey, hết hồn. Tính giả. A thousand reasons to stay. Em nên hạn chế mặc như thế ra đường nhé, nguy hiểm đấy. Có nhiều cách hiệu quả hơn để chống nắng mà. Chị Nắng Mai, chị Nắng Mai, chị Nắng Mai, chị có nhắn nhủ gì để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ không ạ? Một người đàn chị mà tôi rất ngưỡng mộ đã chia sẻ rằng chị ấy đã mất 10 năm để có được thành công như ngày hôm nay. Và tôi nghĩ vì mình còn trẻ, mình có đam mê và mình hoàn toàn có thể quyết tâm nhiều hơn để đạt được mục tiêu ấy trong thời gian ngắn hơn. Tuổi trẻ sẽ không có quá nhiều thời gian như ta tưởng. Chỉ cần có đam mê và quyết tâm, mình sẽ làm được. Skin on gold.